Bánh chưng đen là một trong những món ăn đặc sắc và rất quan trọng trong đời sống người Tày ở Bắc Sơn. Để tạo nên màu đen đặc trưng của hạt gạo, người ta sẽ lấy thân cây lúa nếp phơi khô, rồi đốt thành tro, rây kỹ và xoa với gạo vừa vo sạch và lại xong. Yêu đời. Phải làm cho một lần về đủ dùng cả năm sau đó. Những vùng đất chẳng quá khi nói chương trình của chúng tôi sẽ lên sóng trên kênh VTV1 và nhiều kênh sóng khác của Đài Truyền Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn thịt làm nhân được ướp các loại gia vị dậy mùi đặc trưng, ví dụ như gừng núi hay hạt tiêu. Để tăng tốc độ làm bánh, thường thì mỗi người chỉ phụ trách một công đoạn: làm nhân, gói bánh, buộc bánh. Nên để làm ra một chiếc bánh chưng đen phải cần đến cả một gia đình đấy. We'll be right back.
kính chào tất cả quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 31 tháng 1, bản tin thời sự cuối cùng của năm Tân Sửu sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phủ Chủ tịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết một số cơ quan đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Không khí Tết Nguyên Đán đang về trên khắp đất trời, người dân háo hức chào xuân.